Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Việt Hưng, mình năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng. Thì mình thì có sở thích là đọc sách, ăn chơi, nhảy múa, vân vân. Lý do mình chọn du học Mỹ là vì Mỹ là một trong những nước mà có nền giáo dục phát triển nhất thế giới, và đồng kèm theo đó cũng là nước có nền kinh tế lớn nhất. Ngoài ra thì mình cũng ngay từ hồi còn đi học thì mình cũng đã được biết đến nhiều những doanh nhân, những người mà thành công thì đa số họ đều ở Mỹ, và nó cũng là cái động lực để khiến cho mình tìm đến với nước Mỹ. Qua Mỹ thì mình sẽ học, trước tiên mình sẽ học 3 tháng ở trường FAS International Center để học Anh văn. Sau đó thì khi mà đạt được đến cái level 7 của trung tâm thì sau đó mình sẽ chuyển thẳng sang trường Fisher College để học tiếp chương trình đại học của mình. Thì tổng cộng là mình sẽ học 4 năm, 3 tháng. Qua Mỹ thì mình sẽ học chuyên ngành là quản trị kinh doanh. Nó là một trong những top chuyên ngành ở trường Fisher College. Vậy thế nên mình mới chọn trường đó. Ngoài ra thì trường Fisher College là trường mà đã có hơn 100 năm kinh nghiệm giảng dạy. Nó là trường tư nhưng mà phi lợi nhuận, và nó có thể cung cấp các trang thiết bị rất là hiện đại. Ngoài ra thì nó còn có hơn 25 câu lạc bộ, có những cái hoạt động thể thao tham gia như là bóng đá. Mình thấy các bạn bóng đá là phát triển ở ngôi trường đó, mình cũng rất là thích bóng đá. Hơn nữa thì ở đó thì mình có tìm hiểu qua thì có thấy là trường đó thì học, khi mà bạn vào học thì một lớp chỉ khoảng 15 đến 18 người thôi. Thì nó học vậy nó rất là thoải mái, và bạn có thể trao đổi với giáo viên nhiều hơn. Trường Fisher College thì nằm ở bang Massachusetts, thành phố Boston, thủ phủ của Massachusetts luôn. Thì Massachusetts được biết đến là cái nôi của nền giáo dục, hay như bên đó người ta thường hay gọi là Athens của nước Mỹ. Thì ngoài ra thì ở đó thì có 4 mùa, cũng xuân hạ thu đông, nhưng đặc biệt thì mùa đông thì hơi lạnh xíu. Sao? Như bản thân mình thì mình đã từng ở Nga nên là mình đối với mình cái lạnh thì cũng là chuyện nhỏ. Thì mình là được sinh ra ở Nga, và mình đã ở Nga cho đến năm 6 tuổi. Ở bên đó thì khí hậu thì nói chung là lạnh quanh năm. Thời tiết có thể có nắng nhưng mà cả thì ra đi ra ngoài đường thì vẫn phải mặc áo ấm. Mình qua bên đó thì mình ở với ba mẹ mình. Ngày xưa thì ba mẹ mình ở bên đó, nhưng mà sau một thời gian thì ba mẹ mình đã chuyển về Việt Nam, và mình cũng phải về Việt Nam để học tiếng mẹ đẻ. Thì cũng bởi vì mình đã sinh ra ở Nga và đã quen với thời tiết của Nga, nên là cái việc mà qua bang Massachusetts mà nếu mà có gặp vấn đề thì mình nghĩ là cái vấn đề về thời tiết lạnh ở bên đó thì không là vấn đề đối với mình. Hiện tại thì mình cũng mới có phỏng vấn đỗ visa, và mình có mong muốn là đi du học Mỹ. Thì để đạt được cái mong muốn đó thì mình đã tìm đến công ty du học Tân Đại Dương, và khi đến đây thì mình đã làm việc với chị Oanh, là người đã chuẩn bị, nói chung là lo cho mình và chuẩn bị mọi hồ sơ thủ tục giúp đỡ mình để có được cái visa như ngày hôm nay. Thì đến Tân Đại Dương thì mình thấy là ở đây có mọi người rất là chuyên nghiệp, chu đáo, và đặc biệt là khi làm việc với công ty Tân Đại Dương thì mình cảm thấy không khí rất là vui. Thì khi mà mình và gia đình có ý định đi du học Mỹ thì mình có tìm hiểu, và trong một lần mở TV lên xem thì mình đã được biết đến công ty du học Tân Đại Dương. Thì sau khi xem một số những cái quảng cáo và một số những cái lời giới thiệu ở trên TV thì mình đã quyết định là ghi lại số điện thoại của công ty và gọi lên để tham khảo những thông tin, phương pháp để xin đi du học. Thì sau khi gọi lên thì mình đã gặp chị Oanh, và chị là người đã giúp mình chuẩn bị, tư vấn cho mình về thủ tục hồ sơ
cũng như là phương pháp để xin đi du học Mỹ. Nói chung mình với chị Oanh thì cũng khá là vui. Chị là người rất là cẩn thận, chu đáo và rất là chuyên nghiệp. Nói chung mình đã học hỏi được khá nhiều ở chị. Ví dụ như giấy tờ gì mà mình có thiếu, mình có bất kỳ vấn đề gì, mình đều có thể liên hệ với chị Anh để nhờ chị tư vấn. Ngoài ra thì chị cũng giúp mình chuẩn bị, xem xét và sắp xếp hồ sơ nữa. Ngoài ra thì ở đây thì mình còn được học với anh Khôi và hơn nữa là anh Bảo Anh. Thì anh Bảo Anh là người đã giúp cho mình có được những cái câu hỏi quan trọng khi đi phỏng vấn. Và ngoài ra thì anh còn giúp mình thêm tự tin khi cái phong cách trả lời phỏng vấn ra sao để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi học 6 câu với anh Bảo Anh thì mình có thấy là tất cả những cái câu hỏi, những cái câu hỏi mà lãnh sự quán có đặt ra cho mình á, thì cũng đều nằm trong 6 câu hỏi đó thôi, không có đi đâu hết. Và tất nhiên sau khi đậu được visa rồi thì mình rất là mừng. Và người đầu tiên mình báo tới là ba mẹ mình, những người đã vất vả nuôi nấng và chuẩn bị cho mình ngày hôm nay. Sau này mình có bạn bè hay là người thân hay bất kỳ ai mà muốn đi du học Mỹ hoặc xin visa để đi Mỹ thì tất nhiên là mình sẽ giới thiệu đến với công ty Tân Đại Dương, tại vì mình rất là tin tưởng công ty. Mình đã đậu visa rồi nên là mình cũng có một số kinh nghiệm thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Khi mà đi phỏng vấn ở lãnh sự quán thì tất nhiên là mình nghĩ là hầu như tất cả mọi người đều rất là run và sợ, là đều có cái nỗi sợ là mình sẽ không có lấy được visa. Tuy nhiên thì các bạn đừng nên quá lo sợ và cũng đừng nên run quá, tại vì khi mà đi phỏng vấn mà các bạn thể hiện các bạn hơi run hoặc là các bạn có vấn đề gì đó thì lãnh sự quán họ sẽ có cái cảm giác là những cái lời khai của bạn nó không được chân thành, họ sẽ có cái suy nghĩ đó. Bởi vậy nên là mình thấy là ở đây tại Tân Đại Dương thì trước khi mình đi phỏng vấn thì cũng được anh Bảo Anh hướng dẫn cho cách làm sao để không phải run, trả lời làm sao cho thật tự tin. Tại vì mọi thứ chúng ta trả lời thì đều dựa trên những cái thực tế của mình có. Bởi vậy nên mình không phải sợ gì hết. Trang phục thì các bạn cứ ăn mặc nói chung lịch sự và sao cho thoải mái. Nên như anh Khôi đã chỉ là bạn nên mặc những cái bộ quần áo nào mà bạn đã mặc 1-2 lần rồi thì bạn sẽ cảm thấy quen thuộc với nó, và bạn sẽ những cái bộ quần áo mà khiến cho bạn cảm thấy tự tin thì bạn nên mặc. Nhưng chỉ cần đừng có quá ấy là được rồi, nên lịch sự một xíu là được. Đối với tất cả những anh chị đang làm việc tại Tân Đại Dương, và đặc biệt là anh Khôi, chị Oanh, anh Bảo Anh, những người đã trực tiếp giúp đỡ mình, thì mình muốn gửi tới họ lời cảm ơn chân thành nhất. Và hy vọng là công ty sẽ ngày càng phát triển, ngày càng giúp đỡ được nhiều bạn có mong muốn đi xin visa đi Mỹ như mình hơn. Mình hy vọng là sau này khi học ở bên Mỹ xong về thì mình có thể về đây chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm du học ở bên đó, để có thể giúp đỡ được các bạn được phần nào đó. Xin chào tất cả các bạn.